Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng hôm nay 20 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức buổi làm việc với báo Lai Châu để đánh giá công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Quốc hội Việt Nam và của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Thống nhất hình thức, nội dung phối hợp tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo Lai Châu dự buổi làm việc. Thực hiện công tác tuyên truyền của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, báo Lai Châu đã đăng tải 327 tin, bài, ảnh trên báo Thường kỳ, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, báo cuối tuần. Trong đó có 180 tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội. 115 tin, bài, ảnh về hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. 32 tin, bài, ảnh tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội và các số chuyên đề về hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo điện tử duy trì thường xuyên chuyên mục Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Trong đó đã đăng tải 500 tin, bài, ảnh tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, hoạt động Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội, hoạt động giám sát, khảo sát. Thông qua các tác phẩm đã tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian tới, báo Lai Châu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng, hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, duy trì chuyên mục Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trên báo điện tử và chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri trên ấn phẩm báo in. Tuyên truyền hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, các đại biểu cũng tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới trong công tác phối hợp tuyên truyền. Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, số người mắc và tử vong tăng cao hàng ngày do tốc độ lây lan nhanh của chủng virus mới. Nhiều trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác điều tra, truy vết, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc và các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, từ đó triển khai thần tốc các biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch, hạn chế thấp nhất số người mắc và tử vong do dịch bệnh, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện công tác điều tra, truy vết phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người tiếp xúc với trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong công văn số 118 ngày 19 tháng 8. Trong đó, công tác chuẩn bị yêu cầu các huyện, thành phố duy trì và thường xuyên kiện toàn các đội điều tra, truy vết tuyến huyện đã thành lập, tiếp tục thành lập ít nhất một tổ điều tra truy vết tại mỗi thôn bản, tổ dân phố. Thành phần bao gồm công an, y tế, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng hoặc các lực lượng khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ các địa bàn khác có dịch bệnh lan rộng. Tại tuyến tỉnh, duy trì 13 đội điều tra truy vết tuyến tỉnh để kịp thời hỗ trợ các địa bàn khi cần thiết. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động và hàng nghìn người lao động địa phương đang làm việc tại các tỉnh trong và ngoài nước liên tục hồi hương do thất nghiệp hoặc là giãn cách xã hội. Nhiều người trong số đó là những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động. Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn, tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 này, tỉnh sẽ tổ chức tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là cơ hội để người lao động tìm được ngành nghề phù hợp với nhu cầu. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều nhà hàng, khách sạn, công ty trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động. Một số vẫn cố gắng duy trì, nhưng do sức mua giảm, kéo theo doanh thu giảm sút. Điều này ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động. Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty doanh nghiệp trong tỉnh, nhiều lao động đang có thu nhập thấp như anh Lò Văn Hiếu ở tổ 21, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu,
muốn tìm cho mình cơ hội việc làm mới, ổn định và có mức lương cao hơn. Trước đây thì tôi có học qua trường trung cấp y tế, tìm việc nó cũng nói chung nó cũng khó, mức độ xin việc cũng khó nên là cũng không theo được nghề. Sau đó thì tôi có xin sang bên chỗ bên công ty bán ô tô, thời gian nó cũng khá là lâu dài, nhưng mà so với cái mức thu nhập thì nó không ổn định. Thì hiện tại thì tôi mong muốn là có thêm một cái công việc nó ổn định hơn, về ổn định cái cuộc sống gia đình hơn. Nhưng mà cũng qua được cái cổng thông tin thì biết được cái bên công ty, bên phía công ty đang tuyển dụng thì tôi cũng có cái mong muốn là như thế. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tuyên truyền tư vấn cho trên 5.300 người, giới thiệu hơn 130 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài tỉnh và đưa gần 80 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giải quyết cho hơn 550 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong khoảng 5-7 năm ở đây, di chuyển của người lao động của Lai Châu xuống các tỉnh Đông Bắc có thể nói hàng vạn lao động. Chúng ta phải sức quan tâm đến vấn đề lao động trong nước. Tôi nói ví dụ như vừa rồi, tức là cách đây khoảng một tuần thôi, tức là cái khoáng sản của Quảng Ninh đến đây, người ta đưa xe lên đòi, tức là cho lao động có 11 lao động. Người ta cứ có khoảng 10-15 lao động là ô tô của công ty người ta đi đó. Sau này chúng ta tư vấn, tuyên truyền, tư vấn, chúng ta định hướng cho đa dạng hóa để người lao động lấy chồng người ta được lựa chọn. Đấy, quan điểm tôi như vậy. Còn tất nhiên là trong cái tuần kết nối này thì chúng ta trọng tâm là cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng thấy là đây là sự quan tâm rất đáng trân trọng đối với lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân. Còn 10 ngày nữa là diễn ra sự kiện tuần lễ hỗ trợ kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do tỉnh tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Với những người dân trở về từ vùng dịch có nhu cầu làm việc lâu dài ở địa phương, tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm căn cứ theo nhu cầu và tay nghề của lao động. Đến nay đã có trên 4.600 vị trí việc làm cần tuyển dụng do 30 công ty doanh nghiệp đăng ký liên quan đến các lĩnh vực như thủy điện, cao su, mắc ca, chè. Tôi rất muốn là ngày đó các người lao động họ đến được với cái tuần lễ đó, đến với chúng tôi, và doanh nghiệp cũng rất mong muốn thiết tha, đúng như phó chủ tịch có chỉ đạo, doanh nghiệp chúng tôi cũng rất muốn tuyển dụng người địa phương và tùy theo mức độ tay nghề. Đầu tiên thì người lao động phải quan tâm mức lương, chế độ chính sách. Thì tôi cũng nói luôn, doanh nghiệp chúng tôi thì báo cáo đang trên địa bàn thì chỉ có tập trung về thủy điện, thì thủy điện tập trung ở Mường Tè, ở Phong Thổ. Chúng tôi đang giảm mức lương cho người lao động, ví dụ như là bảo vệ, ví dụ như cấp dưỡng thì báo cáo anh chị là mức lương từ 5 đến 7 triệu và chúng tôi là trả lương theo 26 ngày công. Và tiếp tục nữa là liên quan đến chế độ ăn uống thì chúng tôi nói rõ luôn là ở tại công trình là ăn uống công ty nuôi 100%. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các ban ngành và địa phương nghiên cứu các giải pháp phù hợp để tạo việc làm cho các lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, có nhu cầu ở lại làm việc tại quê hương lâu dài. Song song với đó, đơn vị cũng rà soát đánh giá nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kết nối các đơn vị tuyển dụng với người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 19-20 tháng 8 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sìn Hồ tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi giun quế cho 40 thành viên hội phụ nữ tại các xã thị trấn vùng cao của huyện Sìn Hồ. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi giun quế từ khâu xây dựng chuồng nuôi, chuẩn bị vật dụng, chất nền, phương pháp ủ, giải chất nền đệm và ủ phân làm thức ăn cho giun, cách thức thả giun, che phủ luống giun, tưới ẩm luống giun, cho ăn, chăm sóc giun, nhân luống giun, thu hoạch giun. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho hội viên có thêm kiến thức và kỹ thuật nuôi giun quế. Ngoài ra, giúp hội viên nâng cao nhận thức, thực hiện an toàn thực phẩm từ trong nuôi trồng đến chế biến thực phẩm. Thức ăn chủ yếu của giun quế là chất thải của gia súc gia cầm, các loại rau củ quả, cây thân thảo và rác hữu cơ, hoai mục. Sản phẩm từ giun được sử dụng làm thức ăn giàu đạm, chất lượng cao để nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Chế biến thuốc chữa bệnh cho người, sản xuất mỹ phẩm. Phân giun quế dùng bón cho cây trồng kích thích tăng trưởng và tăng khả năng cải tạo đất, giảm mức sử dụng phân hóa học, giúp cây trồng phát triển tốt, khả năng chống sâu bệnh, giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ được môi trường. Cùng với việc tích cực triển khai các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Lai Châu còn tăng cường triển khai việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip,
Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2021 và áp dụng chính sách miễn phí phát hành. Đối với khách hàng trả lương qua tài khoản, miễn phí phát hành thẻ chip nội địa. Khi khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ còn có hiệu lực sang thẻ chip nội địa, đối với các đối tượng khách hàng khác, miễn phí phát hành lại do thẻ hết hiệu lực hoặc bị hư hỏng. Tình hình chăn nuôi trong tháng 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Uyên tương đối ổn định. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tại xã Thân Thuộc, Trung Đồng, Bắc Ta và thị trấn Tân Uyên với số lượng 21 con. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đôn đốc tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục đã được cấp phát, đồng thời tăng cường công tác theo dõi kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm. Trong những ngày vừa qua, thời tiết mưa liên tục đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và sản xuất của người dân huyện Phong Thổ, nhất là các xã vùng cao. Xác định để chủ động phòng chống và giảm thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra, những ngày này, huyện Phong Thổ đang tích cực triển khai các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền người dân tránh xa các khu vực sông suối, đồi núi cao trong những ngày trời mưa để tránh tai nạn có thể xảy ra. Phóng viên thời sự phản ánh chi tiết. Trong một tuần trở lại đây, tình trạng mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn tới tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân bản Hồng Thu Mán, xã Lản Nhì Thang, huyện Phong Thổ. Bà con nơi đây đang vào vụ thu hoạch ngô và chăm sóc lúa nương. Tuy nhiên, do các nương ngô, khu vực trồng lúa nương lại chủ yếu nằm tại các sườn đồi có độ dốc lớn, nên khi trời mưa dài ngày, người dân cũng không dám lên nương để sản xuất nông nghiệp vì sợ sạt lở. Nếu hôm nay thì cũng mưa liên tục, mưa rất là to, thì gia đình tôi thì cũng toàn nương ở trên đồi cao, chứ không phải là ở thấp, không phải chứ nương vàng thì toàn đồi trên đồi thôi. Thì cũng được xã tuyên truyền, thì tôi cũng tuyên truyền cả gia đình tôi cũng không cho lên trên đồi để ngô nữa. Mấy mưa mấy hôm nay thì tôi, gia đình tôi thì toàn ở nhà. Đấy, dọn dẹp ở nhà, xong treo ngô ở trên nhà, ở trên sàn. Các xã vùng cao huyện Phong Thổ có địa hình khá phức tạp với hệ thống đồi núi sông suối nhiều. Do đó, vào mùa mưa tình trạng sạt lở, lũ từ các suối xảy ra là rất cao. Hiện nay thời tiết mưa liên tục, nước suối dâng cao, luôn thường trực tình trạng sạt lở. Trong khi đó, bà con thường xuyên đi thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp như là chuối, ngô, cũng như là vớt củi ở suối. Trước tình trạng đó, chính quyền các xã đang tích cực tuyên truyền người dân không đi vớt củi tại các suối và tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản. Trong những ngày mưa to, thì các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã thì cũng xuống các thôn bản để tuyên truyền cho bà con nhân dân không ra suối để vớt củi, bắt cá, rồi là không lên nương lên đồi để làm nương làm giấy, để sợ không may mà thiên tai nó xảy ra thì lúc đấy đã ảnh hưởng đến tính mạng con người cũng như là tài sản. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 đợt gió lốc mưa đá và sạt lở đất trên địa bàn huyện Phong Thổ, thiệt hại và ảnh hưởng 127 nhà dân, gần 200 hecta hoa màu với số tiền gần 7 tỷ đồng. Đặc biệt từ đầu tháng 7 đến nay, tình hình mưa lũ đã làm sạt lở 13.000 khối đất đá các tuyến đường giao thông, 6 người bị thương do sạt lở. Trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ đã bố trí nhân lực vận động nhân dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời yêu cầu các xã bản thực hiện thường trực 24/24 giờ, chịu trách nhiệm về chế độ thông tin báo cáo tình hình thiên tai, lũ lụt trên địa bàn. Chủ động bố trí con người và phương tiện để ứng cứu kịp thời những nơi thường xuyên xảy ra sạt lở. Trong đó hiện nay, huyện đang chú trọng đến công tác tuyên truyền người dân tránh xa các suối sông. Cùng với đó, không thu hái các sản phẩm nông nghiệp khi trời mưa to. Với việc tích cực tuyên truyền của chính quyền các cấp và ý thức của người dân hạn chế không lên các nương đồi có nguy cơ sạt lở, cũng như là không vớt củi tại các suối trên địa bàn, để từ đó không có tai nạn thương tâm do mưa lũ gây ra. Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại huyện Sìn Hồ. Số lợn mắc bệnh, tiêu hủy là 50 con với tổng trọng lượng gần 2,4 tấn. Hiện nay, huyện Sìn Hồ đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bùng phát, lây lan mạnh trở lại. Sau một năm tái đàn từ đợt dịch tả lợn tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, tổng đàn lợn tăng hơn 4.000 con, từ 39.000 con lên 43.000 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, toàn huyện có 9 hộ chăn nuôi tại 4 bản thuộc hai xã Ba Tần và xã Tả Phìn bị tái phát dịch. Nguyên nhân là do người dân lén lút giết mổ, mang lợn đi tiêu thụ và việc vận chuyển lợn hơi, thịt lợn từ bên ngoài vào địa bàn.
Cùng với đó là xã Ba Tần, nằm dọc theo tuyến quốc lộ, không được kiểm soát tốt, mang theo mầm bệnh. Một số ổ dịch cũng tái phát do người dân chưa thực hiện triệt để các biện pháp khử trùng, tiêu độc. Xác định trong thời gian tiếp theo thì tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với lại các xã tổ chức là khoanh vùng dập dịch, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi và kiểm soát chặt chẽ cái việc giết mổ. Đối với những gia đình mà có lợn cần phải giết mổ thì phải đăng ký với lại cơ quan thú y, sau đó là lấy mẫu đi xét nghiệm, khi mà không có dịch bệnh thì mới tổ chức giết mổ. Và thứ hai nữa là hạn chế cái việc là vận chuyển lợn, kiểm soát chặt chẽ cái việc là vận chuyển lợn từ cái vùng dịch này đi ra các xã khác. Thế thì riêng xã Ba Tần và xã Quỳnh Hồ thì hai cái địa bàn này nó giáp danh, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ là không cho mang lợn từ cái vùng này sang những cái vùng khác để bán, ví dụ như đó hiện hạn chế cái việc bán chạy để nguy cơ lây nhiễm sang cái vùng khác. Trước tình hình trên, huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc hướng dẫn các hộ dân và cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng tiêu độc cơ sở chăn nuôi, xử lý lợn bệnh, lợn chết, xử lý môi trường theo quy định, chuẩn bị công bố dịch khi đủ điều kiện. Tuyệt đối không tự ý mổ lợn bệnh đem bán và cho người nhà mang sang địa phương khác tiêu thụ. Khi thấy lợn có các triệu chứng ốm bệnh, phải báo cáo cho các địa phương và cơ quan chức năng để kiểm tra và xử lý. Bên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã phối hợp với phòng nông nghiệp và ủy ban nhân các xã thị trấn và cử cán bộ là bám sát địa bàn, là tuyên truyền vận động bà con là vệ sinh cơ giới, vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, là đảm bảo là công tác là phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Nhận thấy được sự nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, người dân tại các xã của huyện Sìn Hồ khi chăn nuôi cũng đã tự áp dụng các biện pháp để vệ sinh chuồng trại và đặc biệt là lựa chọn con giống có nguồn gốc để thực hiện tái đàn. Thực hiện phòng cho đàn lợn của mình sạch sẽ, cho khử trùng mô hình vườn với lại tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine để cho lợn phát triển. Trong thời gian tới, để kiểm soát tốt dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát tại địa bàn, huyện Sìn Hồ đang tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn, giám sát các cơ sở giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, lợn chết, tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức phòng chống dịch.